Xin chào mọi người nhé. Đây thì em cho mới về được ít phụ tùng nhé, quay cho mọi người xem. Hành những bô nổ này, Estilo này, bơm đôi này. Đây đặc biệt em giới thiệu cho mọi người những cái bộ nòng Senoa nhé, Senoa chính hãng nhé. Đây, nòng nó có những cái mã số là cái này là 143541 này. Đó, Genoa 143541. Cái này là của thằng 330 thì phải. 430 này. 430 là của Mitsubishi ấy. Đây có một bộ 330. Đó thì cái sản phẩm này thì nó có những cái dòng như là côn. Côn 143R này. Đó, côn của nó này. Côn chính hãng luôn. Đó, cái này ông để số là mua rành bao nhiêu nữa. Cái này là 330 430 này. Đó, 330 430. Côn chính hãng của Genoa nhá. Cô này xài rất là ngon nha. Đây, 143 này. 430 cái chất côn luôn. Cái này thì xài siêu VIP. Đó. Đây. Côn xịn của nó nhá. Mâm trục giật này, chắn cỏ lớn này, trục giật rubin này. Đây, nòng rất là nhiều nhé, lấy rất là nhiều nòng Genoa 430 143R, phụ tùng rất là nhiều mọi người. Tay gen 2HB cần rút này. Ổ giặt Makita này. Nắp xăng 143R này. Này bố côn đấy này. Này 541 143 này. 2553. Đó. Côn xịn là côn Genoa nhá. Thì mọi người nhìn hàng xịn thì cái vỏ hộp nó như này này. Đó. Có chữ Genoa ở đây. Logo khắc hàng chính hãng nó khắc ở đây ha. Giờ sẽ cho mọi người coi xem bộ nòng ha. Này có bộ lòng bạc này. Lòng bạc này là 330 mà nó lên ráp thực tế bằng máy khách này. Nó có logo này. Genoa ha. Đó. Giá bít tông trên đỉnh nó cũng có Genoa luôn. Nếu anh em thợ yên tâm ráp cho khách nhé. Đó, Genoa. Đây. Sơ mi bít tông bạc. Tặng thêm một rễ đạn này, rong nòng rong lốc đầy đủ luôn, chúng bộ tặng thêm bộ rong đấy, gọi là bộ rong đó, hàng chính hãng là như vậy nhé. Rồi bác nào có nhu cầu mua thì phụ kiện thì cứ liên hệ nhé, tại bên em đang bán hàng trên TikTok cũng như Lazada Shopee nhé. Mọi người cần gì cứ liên hệ để anh em có giao cho một cái giá tốt nhất nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.